Xin chào tất cả anh em. Thì ngày hôm nay mình đang có mặt tại hồ câu cá Mùi Hiếu. Ở hồ này nằm ở Tiền Giang nha anh em. Và ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng là cây cần Nai Nai của mình. Đây, cây HK002 Nai Nai. Thì cái này là cần 1 khúc dài 1m4. Đó, cái này bán lẻ cây cần không là 160 ngàn nha anh em. Thì mình sử dụng là kèm với cái máy Shimano Katana 1000. Mình đánh là con mồi dít hết nha anh em. Thì cái này là cái lưỡi nó có cục chì sẵn rồi, móc con mồi mũ vô thôi nè, móc vô nha. Đó, thì cái này anh em có thể tìm cái hiểu trên mạng, và mình câu là dây VE 1.0. thì mình tóm thêm dây leader vô, leader số 6, rồi móc vô cái khóa là chơi nha anh em. Thì với cái máy 1000 thì anh em cứ xít một bên cứng thôi, xít đại cứng vô thì quá tải thì nó sẽ ra bobin. Máy 1000 thì nó tải chừng 3kg thôi nha anh em, 2kg 3kg là nó ra bobin rồi, cho nên anh em cứ xiết cứng cứng là được. Rồi dứt nha, mình đánh dứt hết nha anh em. Nay nay nha anh em. Rồi thì con cá đầu tiên nha anh em. Rồi, vô rõ nha, cá cũng đẹp hết trời chứ. Con cá đầu tiên thì anh em chơi cái con này, anh em chịu khó để ý con cá nha. Thì anh em thấy con cá nó thở đâu á thì anh em bình định anh em đeo anh em quánh á thì khả năng nó ăn rất là cao. Còn anh em mà câu dít tầm bậy tầm bạ thì khó lắm nha. Quan trọng là anh em phải để ý con cá, coi con cá nó thở đâu. Đó, tại vì con cá hồ, con cá lóc mà con cá hồ thực sự là nó khó ăn mồi hơn, là nó nói chung là nó khó có đi săn hơn là con cá nghiêng đó anh em. Cho nên là anh em phải để ý nó nằm đâu, anh em quánh vô chỗ đó thì nó mới ok. Còn con cá thiên nhiên mình á thì mình chỉ cần quánh đại động động hồi nó bu vô thôi. Con cá hồ nó khó vụ đó, nó dạng nó ăn thì nó dễ dính hơn, nói chung cũng không quá dễ dính, nói chung là nó sao ta, nó dễ nhận biết hơn là cá thiên nhiên, dễ nhận biết cái chỗ nó nằm á. Cho nên là anh em chịu khó là để ý đó, coi nó thở ở đâu, anh em đè anh em quánh cái chỗ gần gần nó thở thì khả năng dính nó sẽ cao hơn. Khán anh em, khán luôn, khán luôn. Trời ơi, trời ơi. Đây mồi đang rớt xuống nó khán. Đấy rồi, đấy rồi. Ôi, trời ơi, trời ơi. Cỡ 2 nha,
con này dễ quá. Đúng mất tiêu con mồi luôn em. Con này là đang mới vừa quăng rớt xuống nó cắn liền luôn. Nó lôi mình không biết luôn á. Đúng mất tiêu luôn nha. Thử hai nha. Thì đối với những con cá mà nuốt lưỡi như vậy nè, thì anh em nên chuẩn bị cho mình một cây kìm nha. Có kìm thì anh em gỡ mới dễ, mà không có kìm thì khó lắm nha. Có kìm thì anh em chỉ cần kẹp vô con mồi thôi, kẹp cái lưỡi á, anh em đẩy vô đó là nó ra. Còn không có kìm là khó lắm nha. Thứ hai nha anh em. Thì này bữa nay cũng có lý quá nha. Đó. Cắn nè, cắn nè. Chạy đây nè. Đi dưới đây. Đi nè anh em. Rồi đi qua không gần luôn nội ơi. Rồi. Thấm. Không quá cắn mà. Trời ơi, con cá có chút xíu rồi anh em. Mà nó gắn nó đi, mình sợ con cá bự, mình xả nó nuốt mất tiêu luôn. Còn cái bà nha. Đây, thì cái mồi này khi anh em mua về nó sẽ có cái lưỡi như nè. Với con mồi vậy, thì anh em câu thì anh em cứ việc móc vô thôi. Đó, bữa khởm có ông anh nào bình luận hỏi là cái mồi này mới xài sao, móc sao chứ. Thì đây, thì móc vô vậy thôi nha anh em. Cái này là mình cũng mới tập thôi chứ mình cũng không có rành cái môn này, cho nên là mình chia sẻ có gì sai anh em thông cảm bỏ qua nha. Mình không có rành cái môn này đâu. Đó. Thì mình chỉ biết sơ sơ là vậy thôi, móc như vậy chọi ra rồi nhấp nhấp nó cắn thì mình xả dây mình lụm thôi. Vậy nha anh em.
khăn nè, đi nè, đi nè. Đi dưới vậy, đi vô anh em kìa, đi vô nè. Lắm hồ con này bự anh em, đó đó, thôi ơi đó, thôi ơi con cá này bự. Cá này bự mà nó hiền anh em. Cỡ từ nha, con này bự ghê luôn mà nó hiền. Hiền khô à. Đang cứ đi chậm chậm đóng cái kịch cứng ngắt luôn. Đó, ghê chưa. Na na dít đùng đùng nha anh em. Ok. Nó đâu cho câu đâu câu. Nè, kẹp nó đẩy vô là xong nha anh em. Gỡ rất là dễ luôn nha. Đó, thế nha, mồi còn nguyên nha. Câu câu có một xíu mà mặt tăng mọc luôn rồi anh em ơi. Thôi giờ về nha. Thì ngày hôm nay làm được có 4 con rồi anh em. Cây nai này qua đây làm được 4 con nha. Cây nai câu là cũng hết 3 tiếng hồ anh em. 3 tiếng hồ 4 con, nói chung là cũng hơi bị thua thua một xíu nha. Nhưng mà nói chung nhưng mà có cái là cũng có cảm giác nha anh em. Ok anh em ha. Thành quả nha. Ủa, 2 con hồi được 4 con anh em, hết hồn đúng rồi, chết hết con, con nhỏ chết rồi, con này nuốt lưỡi nè, nhỏ mà ăn hổn nhất. Nói chung là cá này cũng tổng tổng không nha anh em, cũng được nha. Ok anh em á, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong clip khác.